lãnh đạo đảng, nhà nước viếng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Sáng 18 tháng 9, lễ tang Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được tổ chức trọng thể theo nghi thức cấp cao tại nhà tang lễ quốc gia. Đúng 7 giờ sáng 18 tháng 9, lễ viếng Thượng tướng GSTF Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được cử hành trọng thể tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Các đoàn đại biểu trong Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Quốc phòng đã lần lượt vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, gia đình Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi vòng hoa đến viếng. Đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng do Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai dẫn đầu vào viếng. Tham gia đoàn có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu vào viếng. Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan. Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu vào viếng. Đoàn Chính phủ do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dẫn đầu vào viếng. Vị tướng có tầm nhìn chiến lược, viết trong sổ tang, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vô cùng thương tiếc Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Đồng chí là vị tướng lĩnh có tầm nhìn chiến lược, đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chung của Đảng, nhân dân và quân đội, nhất là trong lĩnh vực tình báo, đối ngoại quốc phòng. Vĩnh biệt đồng chí. Chủ tịch nước viết, còn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ viết trong sổ tang cũng bày tỏ sự tiếc thương về sự ra đi của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, người đồng chí, người anh em, người bạn vô cùng quý mến, người đã có nhiều công lao, đóng góp cho sự nghiệp tình báo quân đội, đối ngoại quốc phòng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, ghi trong sổ tang, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai khẳng định Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã có nhiều đóng góp quan trọng cho công tác tình báo, đối ngoại quốc phòng, góp phần xây dựng quân đội chính quy, hiện đại, đóng góp to lớn cho Đảng, Nhà nước, nhân dân. Hơn 40 năm trong quân ngũ, đồng chí luôn giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình cách mạng, ở cương vị nào cũng nêu cao trách nhiệm, tâm huyết, tận tụy với nhiệm vụ được giao, Thường trực Ban Bí thư viết. Cũng viết trong sổ tang, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ trong suốt quá trình công tác, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh luôn nêu gương phẩm chất người đảng viên cộng sản, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Dù ở cương vị công tác nào, ông luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước, nhân dân giao. Có nhiều công lao đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp xây dựng và chiến đấu của quân đội ta. Đồng chí mất đi là sự mất mát to lớn đối với Đảng, Nhà nước và quân đội, để lại niềm tiếc thương vô vàn đối với cán bộ, chiến sĩ, bạn bè, đồng chí, đồng đội và gia quyến. Phó Thủ tướng bày tỏ, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trong sổ tang cũng nhấn mạnh gần nửa thế kỷ hoạt động cách mạng. Dù ở cương vị công tác nào, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng luôn nêu cao phẩm chất bộ đội Cụ Hồ và người đảng viên cộng sản. Thượng tướng đã một lòng, một dạ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó. Đồng chí là người cán bộ, chỉ huy, vị tướng của quân đội gương mẫu, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, quyết đoán, có nhiều công lao, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng quân đội, ngành tình báo quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Sống trung thực, khiêm tốn, giản dị, giàu lòng nhân ái, gắn bó, yêu thương đồng chí, đồng đội và gần gũi mọi người. Đồng chí là tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân học tập, noi theo. Đại tướng Phan Văn Giang viết, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh sinh ngày 15 tháng 5 năm 1957, tuổi công tác, tuổi thực sinh ngày 15 tháng 5 năm 1959. Quê quán xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, ông là con trai của cố Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, ông nhập ngũ tháng 10 năm 1976. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trưởng thành qua nhiều cương vị công tác trong ngành tình báo quốc phòng. Ông từng giữ cương vị Phó Tổng cục trưởng, rồi Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo quốc phòng. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ tháng 3 năm 2009. Tháng 12 năm 2021, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nghỉ công tác theo thông tin từ Bộ Quốc phòng. Lễ viếng và lễ truy điệu Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh sẽ được tổ chức tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội vào sáng 18 tháng 9. Sau lễ viếng, lễ truy điệu được tổ chức vào sáng 18 tháng 9. Lễ an táng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh được tổ chức chiều cùng ngày tại công viên Nghĩa Trang Thiên Đức, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ ghi nhận công lao đóng góp của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Đảng và Nhà nước đã trao tặng cho ông nhiều phần thưởng cao quý. Huân chương quân công hạng nhất, nhì ba, huân chương chiến công hạng nhất, nhì ba, huân chương độc lập hạng nhất. Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng được trao tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất của Campuchia. Huân chương hoàng gia Sơ Hamad Tri Cấp Mô Ơ Ha Sơ Sừng, đại thập tự của Campuchia, huân chương hữu nghị của Liên bang Nga, huân chương Antonio Meiko của nhà nước Cộng hòa Cuba, huân chương mặt trời mọc của Nhật Bản,